Nga có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng xe tăng Anh trong 2 tuần. Lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga được điều đến Kharkov. Chuyên gia nước ngoài về F-16 chính thức công khai từ Ukraine. EU lên kế hoạch đổi đất lấy hòa bình cho Ukraine. Hai bộ trưởng Israel dọa lật đổ chính phủ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những cập nhật nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, cựu sĩ quan của Lữ đoàn Thiết giáp Anh, ông Stuart Crawford đã đánh giá về năng lực của quân đội Nga và Anh quốc. Theo quan điểm của chuyên gia quân sự này, nếu cần, quân đội Nga có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng tăng thiết giáp của Anh chỉ trong vòng 2 tuần. Ông Crawford cho rằng, nếu chúng ta bước vào một cuộc chiến tranh với Nga, lực lượng tăng binh của Anh quốc vốn quá ít ỏi sẽ bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy 2 tuần. Ông Crawford cũng nhắc rằng, đến năm 2030, quân đội Anh quốc mới sẽ có 148 chiếc tăng Challenger. Con số này quá nhỏ so với sức mạnh vũ trang của lục quân Nga. Trong khi đó, tư lệnh tham mưu trưởng quân đội Anh, Đô đốc Tony Radakin thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Sky News rằng lãnh đạo Nga không quan tâm tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với NATO. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông nói Tổng thống Nga Putin không muốn có chiến tranh với NATO. Ông ấy không muốn có chiến tranh hạt nhân. Theo Đô đốc Radakin, các chính trị gia và nhà báo không nên đưa ra những tuyên bố không chính xác rằng thế giới đang bên bờ của một cuộc chiến tranh thế giới, như điều đã xảy ra trong những năm 1930. Ông cũng cho biết thời gian gần đây thế giới có phần nguy hiểm hơn, tuy nhiên kêu gọi phân biệt tình hình hiện tại trên trường quốc tế và những mối đe dọa thực sự nghiêm trọng và sâu sắc đã hình thành trước Thế chiến thứ hai. Kênh Rizep SVO đưa tin, tình hình trên mặt trận Kharkov trở nên đặc biệt nóng bỏng vào hôm 3 tháng 6 khi tại Lifty, lực lượng Ukraine tổ chức đợt phản công quy mô lớn. Theo đó, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra từ sáng sớm. Ukraine sử dụng tới 10 chiếc xe bọc thép và xe tăng, ào ạt xông vào các vị trí của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga liên tục bắn cháy xe tăng thiết giáp của đối phương và hạ gục nhiều binh sĩ. Tính đến 9 giờ sáng theo giờ Moscow, tức 13 giờ theo giờ Việt Nam, đợt phản công đã bị bẻ gãy và lực lượng Kiev phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Kênh German đưa tin, quân đội Nga tiến về phía đông và mở rộng vùng kiểm soát quanh khu định cư Sinkoka trên mặt trận Kupyansk. Đây có thể là bước phát triển đáng chú ý bởi Sinkoka được đánh giá nằm trong nhóm các thị trấn mà Nga cực kỳ khó đạt được tiến bộ, cùng với Vuleda và Bilokorovka, cùng những ngọn đồi gần đó. Trong ít ngày qua, lực lượng Moscow có những thành tựu ở cả 3 khu vực này và có thể giao tranh sẽ di chuyển đáng kể về phía Tây nếu họ đạt được tiến bộ hơn nữa. Chỉ huy cơ quan tình báo của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các sĩ quan Ukraine đang nghi ngờ Nga đã thu được tin tình báo về các bãi mìn mà họ bố trí ở Kharkov. Denys Yaroslavsky, chỉ huy một đơn vị trinh sát Ukraine, bày tỏ mối nghi trong cuộc phỏng vấn với Kiev24. Anh cho biết trong quá trình tấn công xuyên biên giới quốc gia, đối phương dường như đã biết hướng nào không có bãi mìn. Tôi đã tận mắt chứng kiến quân Nga vượt qua biên giới của chúng tôi vào ngày 10 tháng 5. Tôi chứng kiến họ lái xe qua hàng rào thép gai. Không một chiếc ô tô hay người nào dẫm phải mìn. Tôi có 2 câu hỏi. Thứ nhất, phải chăng không có bãi mìn nào được bố trí? Thứ hai, liệu họ đã biết nơi nào không có bãi mìn và cơ quan an ninh phải trả lời câu hỏi đó? Quân đội Ukraine cho biết họ không thể nói gì về tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía bắc khu vực Kharkov vì hiện tại tuyến này đã thất thủ. Chỉ huy Denys Yaroslavsky nói rằng chúng ta phải chú ý xem liệu có người ở Ukraine đang thông đồng với phía Nga hay không. Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ 28 nghi phạm ở nhiều quân binh chủng khác nhau. Sau nhiều thập kỷ về sự hỗn loạn, hiện có nhiều người thân Nga ở Ukraine và một số người trong số họ đã leo cao, chui sâu vào các cơ quan trọng yếu của Ukraine. Chỉ huy phân đội, Phó trưởng phòng công tác chính trị quân sự của Bộ Quốc phòng Nga Apti Alaudinov cho biết lực lượng đặc biệt Akhmat đã được điều động đến hướng quan trọng nhất của quân khu phía Bắc hướng Kharkov. Ông Apti Alaudinov nói với các phóng viên, lực lượng đặc biệt Akhmat là đơn vị ngay từ những ngày đầu tiên đã đứng ở cấp thứ nhất. Chúng tôi chưa bao giờ đứng ở cấp thứ hai. Chúng tôi chưa bao giờ đứng sau ai. Và trong trường hợp này, thật hãnh diện rằng chúng tôi đã chuyển đến khu vực Kharkov, khu vực quan trọng nhất hiện nay. Chỉ huy Akhmat nói thêm, nhiệm vụ chính của Akhmat là loại bỏ đối phương ra khỏi khu vực và đẩy lùi tất cả các hoạt động khủng bố của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm quân phía Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của địch ở khu vực Kharkov. Trong suốt một tuần, họ đã đánh bại nhân lực và trang bị của 5 lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine và 2 lữ đoàn phòng thủ quân sự, đồng thời đẩy lùi 20 cuộc phản công. Ngày 2 tháng 6, trang Defense Point của Hy Lạp xác nhận chuyên gia hướng dẫn nước ngoài đầu tiên về cách sử dụng máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine là sĩ quan bay của Không quân Hy Lạp. Defense Point viết rằng, Không quân Hy Lạp đã có được kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong các nhiệm vụ không đối không, đặc biệt là trong các trận không chiến tầm gần. Động thái trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh đào tạo F-16 của 11 nước thành viên NATO nhằm huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine sử dụng loại tiêm kích cơ này của Mỹ. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine xác nhận các quân nhân nước này đi huấn luyện sử dụng F-16 ở nước ngoài đã quay về. Theo các nguồn tin, Ukraine có thể sẽ sớm nhận được F-16 dù chưa xác định thời hạn cụ thể. Một nguồn tin cũng cho biết chiếc F-16 đầu tiên đến Ukraine trong vài tháng tới được cho là từ Đan Mạch. Nga đã liên tục tập kích vào các sân bay và cơ sở mà Ukraine dự kiến sẽ triển khai tiêm kích F-16, khiến cho máy bay của phương Tây đứng trước nguy cơ không có nơi cất cánh. Theo Bulgarian Military, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5, quân đội Nga đã thực hiện một đợt tập kích liên hoàn nhắm vào các cơ sở quân sự ở nhiều thành phố lớn của Ukraine, tập trung vào các vị trí mà Kiev lưu trữ vũ khí của phương Tây. Trong số các mục tiêu bị tập kích có căn cứ không quân Stryi, một trong những cơ sở dự kiến sẽ tiếp nhận các tiêm kích F-16 do phương Tây viện trợ. Đây là lần thứ hai Nga tập kích căn cứ Stryi trong tháng 5, lần đầu tiên xảy ra vào ngày 8 tháng 5, khiến sân bay này chịu nhiều thiệt hại. Trước đó, Moscow cũng tổ chức tập kích căn cứ không quân Staro Konstantinov, một trong những địa điểm mà Ukraine có thể triển khai máy bay F-16. Ông Viktor Litokin, đại tá quân đội Nga về hưu nhận định, Ukraine buộc phải xây dựng sân bay và các cơ sở hạ tầng mới để vận hành F-16. Trong khi đó, Nga có đủ phương tiện và sẽ chờ đợi các cơ sở Ukraine xây dựng đến một mức độ phù hợp trước khi tập kích. Ivor Nelan, giám đốc Trung tâm Hòa bình và Tự do của Viện Độc lập cảnh báo trong một bài báo cho tạp chí National Interest rằng Mỹ cần phải cẩn thận hơn trong việc sử dụng vũ khí của mình chống lại Nga do nguy cơ xung đột hạt nhân. Nhà phân tích cho rằng lẽ ra Washington nên chú ý đến sự tùy tiện thường xuyên của Kiev trong việc sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây chống lại Nga. Vì chuyên gia lưu ý, điều này đáng lẽ phải thuyết phục Mỹ thận trọng hơn trong việc cung cấp vũ khí tầm xa mới. Nhưng thay vào đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Theo ông Allen, việc Washington leo thang xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với một cường quốc hạt nhân như Nga. Ông nói thêm, các chính trị gia Mỹ có nghĩa vụ phải tính đến những mối đe dọa như vậy đối với an ninh của Mỹ và hạn chế hỗ trợ cho Kiev bằng mọi cách có thể với những điều kiện nghiêm ngặt. Nhà phân tích cảnh báo, đó là một quyết định tuyệt vọng. Hạnh phúc của đồng minh không phải lúc nào cũng ngang bằng với an ninh của Mỹ. Tờ báo Anh The Independent cho biết, Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch B cho Ukraine, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ mất đi lãnh thổ. The Independent nhấn mạnh, kế hoạch B của châu Âu đối với cuộc xung đột ở Ukraine là kế hoạch bất thành văn và bị cấm đề cập đến trên các phương tiện truyền thông, vì không chỉ là người Ukraine mà ngay cả các đồng minh phương Tây của Kiev cũng không thích nó. Trên thực tế, phương án dự phòng như vậy chính là một kế hoạch rút lui của chính phương Tây khỏi cuộc chiến này, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ đơn độc trong cuộc đối đầu với Moscow. The Independent cho rằng kết quả này là một sự che đậy thất bại và một nỗ lực để giữ thể diện. Phép tính đơn giản này cho tương lai cần được đưa ra bởi Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người từng thừa nhận rằng bà không biết điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch hậu thuẫn cho Ukraine của Liên minh thất bại. Theo bà, trong điều kiện tốt nhất, kế hoạch B có thể là việc Kiev thành công gia nhập NATO. Ngay cả khi Kiev không còn giữ được bất kỳ lãnh thổ nào, đó cũng có thể gọi là một chiến thắng. Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiết lộ đề xuất 3 giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, trong đó sẽ kết hợp việc thả con tin với một lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hai thành viên cực hữu nổi bật nhất của chính phủ Israel, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir mới đây tuyên bố rõ rằng họ phản đối lệnh ngừng bắn này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng ra hiệu rằng ông chưa sẵn sàng làm dấy lên nghi ngờ về đề xuất của ông Biden. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Smotrich cho biết, ông đã nói rõ với ông Netanyahu rằng ông sẽ không tham gia một chính phủ chấp nhận đề xuất của Tổng thống Biden, đồng thời chấm dứt chiến tranh mà không tiêu diệt Hamas và trả tự do cho tất cả con tin. Smotrich yêu cầu cuộc giao tranh tiếp tục cho đến khi Hamas bị tiêu diệt và tất cả con tin được trao trả. cũng như tạo ra một thực tế an ninh hoàn toàn khác ở Gaza và Liban. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben-Gvir mô tả thỏa thuận này là liều lĩnh và là một chiến thắng của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời là mối nguy hiểm an ninh đối với Israel. Ông Ben-Gvir tuyên bố, nếu Thủ tướng thực hiện thỏa thuận liều lĩnh theo các điều kiện vừa được công bố, có nghĩa là chiến tranh kết thúc và từ bỏ việc tiêu diệt Hamas, đảng Osma Ehusid sẽ giải tán chính phủ. Được biết, đảng này do ông Ben-Gvir lãnh đạo, giúp củng cố thế đa số của Thủ tướng Netanyahu trong Quốc hội. Trong thông báo hôm 3 tháng 6, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cáo buộc Cục Tình báo Bí mật MI6 của Anh đã chiêu dụ và biến 2 nhân viên của các cơ quan trung ương Trung Quốc thành gián điệp cho chính phủ Anh. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết vụ việc có liên quan đến 2 điệp viên là một cặp vợ chồng và đang được điều tra thêm. Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, điệp viên họ Wang đã học ở Anh vào năm 2015 theo một chương trình trao đổi và đã được mời đến các bữa tối cũng như các chuyến du lịch do MI6 bí mật sắp xếp trong thời gian này. Wang được cho là có ham muốn tiền bạc và bị lôi kéo khi được nhân viên MI6 tiếp cận để mời làm việc cho chính phủ Anh, với những lời hứa hẹn về tiền bạc cũng như đảm bảo an ninh. Wang đã đồng ý. Sau khóa huấn luyện gián điệp, MI6 chỉ đạo Wang trở về Trung Quốc để thu thập những thông tin quan trọng liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết MI6 cũng thuyết phục Wang đưa vợ mình, người làm việc tại một đơn vị cốt lõi của chính phủ, làm gián điệp với số tiền gấp đôi. Người vợ họ Chu cuối cùng cũng đồng ý. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 3 tháng 6 cho biết nước này có kế hoạch đình chỉ thỏa thuận quân sự đã ký với Triều Tiên vào năm 2018. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc thông báo họ sẽ nêu kế hoạch đình chỉ toàn bộ thỏa thuận quân sự để nội các phê duyệt tại cuộc họp ngày 4 tháng 6. Hội đồng cho biết việc đình chỉ thỏa thuận sẽ mở đường cho Hàn Quốc tiến hành hoạt động huấn luyện gần biên giới quân sự và thực hiện các biện pháp đầy đủ và ngay lập tức để đáp trả hành động khiêu khích của Triều Tiên. Đây là thỏa thuận thực chất nhất được ký kết sau nhiều tháng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào năm 2018. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố nước này không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nữa. Kể từ đó, Triều Tiên triển khai quân đội và vũ khí tại các chốt canh gác gần biên giới quân sự. Động thái của Hàn Quốc diễn ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-in tuyên bố Bình Nhưỡng đã thả 3.500 quả bóng bay, mang theo lượng rác nặng 15 tấn tới Hàn Quốc từ tối ngày 28 tháng 5 đến sáng mùng 2 tháng 6. Triều Tiên ngày 2 tháng 6 cho biết họ sẽ tạm thời ngừng thả bóng bay chứa rác qua biên giới sang Hàn Quốc. Nước này cũng cảnh báo sẽ tiếp tục thả rác qua nếu tiếp tục nhận được truyền đơn chống Bình Nhưỡng được thả từ phía Hàn Quốc sang. Ấn Độ trải qua 5 tháng nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ ở khu vực thủ đô New Delhi và bang Rajasthan lân cận gần chạm ngưỡng 50 độ C. Trạm đo ở Mungespur, New Delhi hôm 29 tháng 5 ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 52,9 độ C, nhưng chính phủ sau đó phát hiện lỗi cảm biến khiến mức nhiệt thu được cao hơn 3 độ C so với thực tế. Hai trạm đo khác không bị lỗi, ghi nhận nhiệt độ 49 và 49,1 độ C là mức nhiệt cao nhất ở New Delhi kể từ tháng 5 năm 1998, khi thủ đô này trải qua nhiệt độ 48,8 độ C. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Ấn Độ NCDC cho thấy chỉ riêng trong tháng 5 có 46 trường hợp tử vong liên quan nắng nóng và hơn 19.000 người bị sốc nhiệt. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ, tính từ tháng 3 tới tháng 5, nước này ghi nhận ít nhất 56 ca tử vong và khoảng 25.000 ca sốc nhiệt. Chỉ riêng trong ngày 31 tháng 5, Ấn Độ thông báo ít nhất 40 trường hợp tử vong vì nắng nóng, trong đó 25 người là nhân viên bầu cử ở bang Uttar Pradesh và Bihar. Nếu tính cả những trường hợp nghi ngờ chưa được xác nhận, tổng số người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ có thể lên tới 80 người. Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự đoán tình trạng nắng nóng sẽ hạ nhiệt vào ngày 5 tháng 6, và gió mùa ở bang phía nam Kerala từ tuần trước cũng phần nào khiến thời tiết dịu hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.